và mình phải xem cái việc đó nó diễn ra như thế nào. Em phải tìm hiểu xem một bác sĩ ở cái phòng cấp cứu bệnh viện Bạch Mai họ thường đi làm mấy giờ, họ nghỉ mấy giờ, một tuần họ phải đi chuyến bao nhiêu buổi, bao nhiêu bệnh nhân vào đó, tình trạng của bệnh nhân như thế nào, có đúng không? Phải cụ thể như thế và phải biết ở đâu. Có nghĩa là cho quan điểm chọn nghề nên cụ thể hóa nó, làm gì, làm thế nào và làm ở đâu. Và một điều nữa là bất kỳ nghề nghiệp nào nó cũng thay đổi theo thời gian. Và khi nhìn thì các bạn cũng có lựa chọn nghề theo kiểu là ngày hôm nay thì các bạn và đến ngày mai sẽ thay đổi theo hướng tệ đi, chúng ta sẽ tập hợp. Đây là danh sách các thông thức xét tuyển đại học năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Chúng ta thấy là đây có đến 20 phương thức xét tuyển khác nhau. Năm 2022 khi mà đưa ra cái danh mục các phương thức xét tuyển này, khi mà thí sinh thực hiện cái việc đăng ký nguyện vọng trên hệ thống bộ ấy, sẽ phải nhập cái mã xét tuyển tương ứng vào, tức là em xét tuyển như thế nào sẽ phải nhập cái mã tương ứng vào, và dẫn đến tình trạng năm 2022 là rất rất nhiều thí sinh đăng ký sai bài. Chúng ta hiểu một rằng nhưng thực tế nó lại là một nghèo. Ta cứ nghĩ rằng là cái mong muốn của chúng ta là ta xét tuyển bằng kiến thức này, nhưng mà dân nhập bản sai hay không có hiểu sai và dẫn đến việc là nhiều bạn vô lên trường, rất là nhiều trường hợp như vậy. Và năm nay ấy, thì Bộ Giáo dục Đào tạo vẫn giữ nguyên cái hệ thống các xét tuyển này, mặc dù trong số các kiến thức này và có một kiến thức là thứ 17 là cả nước không có tuyển thí sinh nào như thế, tức là thứ 17 là kiến thức và xét tuyển chỉ thông qua phỏng vấn. Thì năm 2022 là không có bạn nào được xét tuyển đấy cả, và 2023 cũng như thế. Tuy nhiên là trên hệ thống thì vẫn lưu cái danh mục này. Chỉ có điều là năm nay, năm 2023 ấy, thì các bạn sẽ không nhận được cái mã nào nữa, mà hệ thống đó sẽ tự giả soát tất cả các phương thức xét tuyển trên cơ sở các hồ sơ dữ liệu đầu vào đã nhập vào, và phương thức nào mà bạn đỗ thì hệ thống nó sẽ ghi nhận. Thì đây là cái xu hướng của bạn nhất. Ngoài ra còn một số thứ nữa chắc là mọi người nghe thấy nó nhiều rồi, đó là các trường đại học đầu, đây là đặc thù của các trường đại học đầu thôi, là họ giảm dần cái chỉ tiêu xét tuyển của mình. Không, cái này thì đúng là đặc thù cũng được, mà họ tăng dần cái chỉ tiêu xét tuyển chuyển của kỳ thi riêng lên. Nhưng mà vài tháng nữa thôi chúng ta sẽ thấy tình trạng như này. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có quá nhiều kỳ thi riêng khiến quá trình rồi. Năm ngoái thì họ có chứng kiến tình trạng là ra Tết các bạn bắt đầu mới sắp tay vào lao vào luôn, bây giờ chưa ôn gì cả, bây giờ chắc là sáu hai eo chưa có vấn trạng cái gì đấy. Nhưng mà sau Tết thì được quá hết cả người lên, và các bạn thi vừa thi đến năm vừa thi đến năm thứ vừa đi tốt nghiệp, vừa đi cả IELTS để nâng điểm lên. Nếu như bạn dồn tất cả mọi thứ vào quãng thời gian ngắn như thế, đương nhiên sẽ quá dài và sẽ không được về nguyên tắc ấy, thì hệ thống lọc ảo của Bộ Giáo dục nó gọi là lọc ảo như thế này: một thí sinh có thể đăng ký không giới hạn nguyện vọng, thậm chí là có những đăng ký vượt có những bạn đăng ký hơn 70 nguyện vọng, có những trường hợp như vậy. Nhưng mà mỗi một thí sinh chỉ có thể nhập học một trường thôi. Thế cho nên là hệ thống phải làm sao mà trên cơ sở tất cả nguyện vọng bạn đăng ký, hệ thống chỉ chọn ra cho bạn một nguyện vọng duy nhất để đăng ký. Đấy gọi là